Tại sao lũ trẻ lại vui vẻ đến vậy? Tuyết, ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại. Tớ nóng lòng muốn dựng liệu của mình quá. Các con có nhớ không về những thứ thầy yêu cầu các con mang đến ngày mai? Vâng, nhớ ạ. Chắc chắn rồi ạ. Con cũng làm giống như Daya. Chai, bút, sổ tay, táo. Ryan, thầy Mark có bảo mang theo băng cá nhân không? Không, nhưng mang theo phòng hờ thôi. Rambo, em cũng nên mang một ít đi. Wow, trái cây, những quả cam, táo, bánh mì cắt lát, cái dù. Chà, đề phòng thôi. Mình đã sẵn sàng. Bánh quy của mình. Xem nào. Mình không cần cái cốc. Vậy còn cái bút, sổ tay. Chỉ trong một đêm thôi, không cần tất cả những thứ đó. Tới đây nào Cam. Được rồi, tất cả đã xong. Chúng ta đi cắm trại nào. Rambo, nhanh lên. Chào buổi sáng thầy Mark. Chào buổi sáng. Rambo, sao con mang theo nhiều vậy? Thầy Mark, khởi hành nào. Đi nào. Đi nào. Cuối cùng chúng ta cũng ở đây. Các con, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Các con có thể đi khám phá nhưng đừng đi xa nha. Dạ, em nghĩ em mang quá nhiều rồi. Một chú ếch nhỏ. Cẩy làm tớ giật mình. Chú ếch này biết kung fu. Lunalu, hãy vẽ một bức tranh về chú ếch. Được thôi. Thầy Mark, để con giúp thầy. Cảm ơn Briar. Đi đâu vậy? Đó là bí mật. Này, đợi tới giới. Được rồi, giữ tư thế này nhé. Violet, cậu vẽ sai rồi. Hãy nhìn xem, chân của chú ếch uốn cong theo cách này. Vậy không đúng. Đầu ếch quá nhỏ. Kệ nó đi. Nhìn này, đầu cô ấy to hơn bụng. Chú ếch nhỏ. Tớ xin lỗi. Tớ cũng muốn vẽ. Nhưng tớ không mang theo bút hay giấy. Chúng tớ chỉ mang theo mỗi một bộ. Tớ xin lỗi. Tớ biết rồi. Cậu có thể vẽ trên mặt đất bằng cây gậy. Phải ha. Những bản vẽ đẹp quá. Tuyết, nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ ăn tối sớm thôi. Vâng, thầy Mark. Đến xem bức tranh của con đi. Nó đâu? Trên mặt đất à? Nó biến mất rồi. Con có chắc là nó ở đây không? Có ạ. Con nhớ đây là chỗ đó. Nhưng nó ở đâu? Rem, cái gì dưới chân em vậy? Bức tranh của em. Rambo, lần sau con có thể vẽ lại mà. Ngon quá. Rambo, sao cậu không uống nước? Cậu không cảm thấy khát sau khi ăn quá nhiều trái cây sấy khô sao? Ta mang theo trái cây nè. Mình khát nước. Lẽ ra mình nên mang theo một ít nước. Thầy Mark, con đã uống hết nước rồi. Con cũng vậy. Các con, có một con lạch ở đằng kia. Các con có thể lấy thêm nước ở đó. Tuyệt quá. Đừng đi quá lâu nha. Vâng.
Nhìn kìa, nước trong vắt luôn. Đi lấy thêm chút nước nào. Ừ. Này các cậu, tớ biết nơi này. Viết và tớ đã đến đây một lần. Nhìn kìa, nước chảy ra từ tảng đá đằng kia. Nước ở thượng nguồn tốt hơn. Thật sao? Đi theo tớ. Trembo, đừng đi vội quá. Nhìn kìa các cậu, đây là nước suối. Tuyệt vời, đến đây. Hãy cẩn thận Trembo. Được rồi, đưa nước đây. Được rồi. Nước ngon quá. Trembo, cậu nói đúng. Tớ cũng sẽ uống một ít. Hãy đổ đầy chai của chúng mình đi. Được. Ngon quá. Tớ sẽ đi lấy cho Briar một ít. Nhưng làm sao cậu mang nước? Cậu không có chai nước. Ồ, tớ biết. Đợi tí. Chờ tí đi. Tớ đã trở lại. Nhìn đi, cậu nghĩ sao? Tuyệt vời. Có vấn đề gì à? Lunalu, Violet, quay lại đi. Trời sắp mưa rồi. Dân, Violet, giúp tớ cầm ô nhé. Đây, cảm ơn. Cậu lấy cô tớ ra giùm đi. Đây. Đi nào. Này, chờ đã. Tớ không có ô. Dùng chung ô với chúng tớ đi. Cảm ơn. Chiếc ô cù vào tay tớ, nó ngứa quá. Đến đây Trembo, trời đang mưa to hơn. Làm như vậy đi. Đi nào. Tớ xin lỗi Trembo. Tớ ổn, đi nào. Được rồi. Trời mưa lớn quá. Trembo đã quên ô rồi. Briar, con tìm chiếc ô của em ấy đi. Thầy sẽ đi đón họ. Vâng. Nó không mang theo ô. Con có mang theo cái của con không? Đây ạ. Briar, con đợi ở đây nha. Vâng. Nước. Có một ngọn đồi phía trước. Tớ sẽ leo lên trước. Trembo, đây. Trembo, hãy cẩn thận. Cậu ổn chứ? Nước. Tớ sẽ đi lấy thêm. Tớ nghĩ chúng ta nên quay lại. Trembo. Trembo, con hãy sử dụng chiếc ô này. Đây. Thầy Mark. Chuyện gì vậy? Con bị đau à? Con bị ngã à? Chuyện gì xảy ra? Con vô tình trượt chân và làm đổ nước của mình. Không sao đâu anh bạn. Đi nào, thầy giúp con trở lại liều. Được rồi, hãy quay lại đi. Lau khô người đi. Nếu không các con sẽ bị cảm lạnh đấy. Đây, dùng cái này. Cảm ơn anh. Tớ xin lỗi, tớ không mang theo những thứ cần thiết nên tớ bị ướt. Tớ đã làm tất cả các cậu lo lắng. Ồ phải, tuy nhiên tớ có mang theo một ít đồ ăn. Cứ tự nhiên. Trembo, con chỉ mang theo đồ ăn vặt này thôi sao? Con không muốn để chúng ở nhà. Trembo, lần sau đi cắm trại nhớ mang theo đồ dùng phù hợp nha. Chúng có thể sẽ hữu ích hơn. Đúng. Con không nghĩ vậy sao? Lẽ ra con không nên chỉ mang theo đồ ăn. Con nên học theo Briar và nghe theo lời chỉ dẫn của thầy. Lần tới con sẽ sẵn sàng. Vậy là con đã học được. Cầu vồng. Tuyệt. Không khí sau cơn mưa thật là trong lành. Được rồi, ai sẵn sàng đốt lửa trại nào? Lửa trại. Được, tuyệt vời. Này các bạn, hôm nay tớ đã học được, nếu định đi đâu đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng, mang theo những thứ cậu cần và lên kế hoạch trước. Đừng phạm sai lầm của tớ. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Ngày đẹp trời.
Vic sẽ học gì hôm nay? Lưu lên Lưu, cùng dọa thầy ấy nào. Chào. Có chuyện gì vậy các con? Thầy đang làm gì vậy thầy Mark? Thầy đang phân loại rác và nhặt giấy dụng. Thầy nhặt giấy để làm gì vậy? Vì giấy thải như các loại báo có thể tái chế và làm thành sản phẩm giấy mới. Con biết rồi, đó được gọi là tái sử dụng. Chính xác. Nếu chúng ta phân loại rác tốt thì công việc tái chế sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Gặp các con sau nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại thầy Mark. Gần nhà tớ có rất nhiều loại thùng rác khác nhau. Hay là chúng ta tự mình làm một số đi. Được. Sau đó việc phân loại rác có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Tuyệt. Xong rồi. Được rồi, những thùng rác thân thiện với môi trường đã hoàn thành. Từ nay trở đi thầy Mark không cần phải phân loại rác thủ công nữa. Này, tớ sẽ ném một phát. Được, cậu ném đi. Tớ là một thầy bắn giỏi. Tiki, đợi chút. Thùng này dùng để đựng vỏ trái cây. Cậu nên vứt vỏ chuối vào đây. Đây là dành cho chất thải khác. Những rác thải như gốm sứ dở nên bỏ vào thùng này. Và đó là rác tái chế được. Cậu nên chuyển vỏ chuối tới đây. Phân loại rác là một cách tốt để làm sạch môi trường. Tớ hiểu rồi. Thùng đựng vỏ trái cây đã đầy. Chúng ta cần phải làm sạch nó. Trời, có nhiều vỏ trái cây quá. Nó không tốt cho môi trường chút nào. Chúng ta phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Này các cậu. Luna Lu. Hôm qua chúng tớ thấy thùng đựng vỏ trái cây luôn chứa đầy rác và chúng tớ phải dọn dẹp nhiều lần trong ngày. Nó không tốt cho môi trường. Vì vậy, chúng tớ nghĩ ra hai cách để giải quyết vấn đề. Giải pháp đầu tiên là hạn chế ăn đồ ăn có vỏ như chuối. Không đời nào. Món ăn yêu thích của tớ là chuối. Ăn ít trái cây như táo. Giải pháp thứ hai là ăn một lượng thức ăn nhất định và tránh ăn quá nhiều. Một số loại trái cây có thể có ít vỏ hơn nhưng vẫn có hộp và hạt. Cậu đã ăn quá nhiều. Tránh ăn quá nhiều giúp làm giảm lượng rác thải được tạo ra và bảo vệ môi trường. Bramble, nó cũng có thể làm giảm khối lượng công việc phân loại rác của thầy Mark. Thật sao? Vậy cũng tốt. Chúng ta cần nghĩ ra một phương pháp khác. Bây giờ chúng ta chỉ cần thức ăn thôi. Để đó cho tớ. Bây giờ cậu có thể đi mời họ. Chắc chắn họ sẽ thích dã ngoại thân thiện với môi trường của chúng ta. Luna Lu, cái này là gì thế? Đây là để ném vỏ trái cây. Nó quá nhỏ phải không?
Không sao, miễn là có đồ ăn ngon để ăn. Rambo, Luna Lu, cái bàn này đẹp quá. Ừ, nó trông không tệ. Phải rồi, chúng ta bắt đầu ăn ngay bây giờ được không, Luna Lu? Được, mời mọi người ngồi xuống. Nó lớn quá. Tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận những loại trái cây này cho cậu. Phải, chúng sẽ không tạo ra nhiều rác. Tớ muốn những quả chuối yêu thích của tớ. Nó ít quá. Cậu ăn ít hơn, cậu tạo ra rác ít hơn. Đây là những quả nho cuối cùng của cậu đấy. Nó còn lâu mới đủ. Tớ về nhà ăn chuối đây. Mình có nên đi với cậu ấy không? Em cần phải về nhà và ăn thêm đồ ăn. Này, dã ngoại chưa xong mà. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn trò chơi để chơi. Nhưng chúng tớ đói. Trước tiên chúng tớ cần có đủ thức ăn để có đủ năng lượng. Tiki, Raya, Rambo, về nhà lấy chút thức ăn rồi chúng ta quay trở lại đây. Tớ đồng ý, chúng tớ thật sự cần nhiều thức ăn hơn. Sau này sẽ có nhiều rác hơn. Có lẽ chúng ta có thể chọn không ăn bất cứ thứ gì. Đúng vậy, nếu không môi trường sẽ bị ô nhiễm. Nó thật ngon. Luna Lu, Vic, ăn cam đi. Cảm ơn, tớ không đói. Hãy dọn dẹp nó và chơi một số trò chơi. Được rồi. Cậu thực sự tạo ra rất nhiều rác thải đó. Sống trong rừng thật sự thú vị. Trải qua những ngày vô tư dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng tớ vẫn còn một giấc mơ. Tớ sắp bắt được cậu rồi. Có cả một thế giới rộng lớn qua cánh cửa đó, chỉ chờ chúng ta khám phá. Vic, thật không hề dễ dàng, nhưng chúng ta phải cố gắng dang rộng đôi cánh và học cách bay. Sống trong rừng thật thú vị. Trải qua những ngày vô tư dưới ánh nắng mặt trời. Quả dứa, bỏ tớ ra. Vic, cậu không thể đứng dậy đuổi theo trừ khi lấy được bông hoa. Quả dứa, tớ muốn ăn quả dứa. Quả dứa. Tiki, dứa của tớ. Này, đừng đi. Luna Lu, cậu ổn chứ? Nhìn kìa. Ôi không. Nào, đây là một số loại trái cây. Đầu tiên cậu cần phải lấp đầy cái bụng của mình. Nó thật ngon. Tớ hiểu rồi. Chúng ta có thể ăn hết vỏ trái cây. Nó có thể lấp đầy bụng của chúng ta và giảm thiểu chất thải. Ý hay đấy. Biết, cậu thật thông minh. Cậu chắc chắn chứ? Các con đang làm gì vậy? Thầy Mark, chúng con đang tổ chức một buổi dã ngoại thân thiện với môi trường. Tuyệt vậy. Con có thể đưa vỏ trái cây của con cho thầy. Thầy Mark, chúng con không còn vỏ trái cây nữa. Phải rồi ạ. Thầy Mark, Vic và con ăn hết vỏ trái cây để giảm lượng rác thải. Bây giờ chúng con đã no và rác đã được xử lý. Bảo vệ môi trường là tốt, nhưng nó nên được thực hiện một cách vừa phải. Vỏ trái cây không ngon chút nào. Thực ra chúng con không muốn ăn chúng. Mùi vị của chúng rất tệ. Và bây giờ bụng của con đau quá. Vỏ trái cây có thể biến thành phân bón hữu cơ. Sao chúng ta có thể làm được điều đó, thầy Mark? Để thầy dạy các con nha. Tuyệt vời. Cậu có thể đặt tất cả vỏ trái cây vào vỏ này. Tớ sẽ ăn nhiều trái cây hơn để cậu có thể lấy được nhiều vỏ hơn. Rambo, chậm lại đi. Rambo, đừng quên thầy Mark đã nói. Bảo vệ môi trường là tốt, nhưng việc đó phải được thực hiện một cách vừa phải. Xin chào. Chúng ta nên làm mọi việc một cách chừng mực. Nếu chúng ta lạm dụng nó, kết quả có thể sẽ ngược lại. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.